Tại Gia Lai, mùa bơ truyền thống thường từ tháng 2 đến tháng 8. Nhờ đầu tư các giống bơ mới chất lượng cao, bơ được trồng ở Gia Lai hiện có thể cho trái quanh năm. Với điều kiện đất đai khí hậu thích hợp, vài năm gần đây, việc trồng bơ chất lượng cao, quả to béo thơm ngon đã và đang phát triển mạnh mẽ, nhất là ở các huyện phía Tây Gia Lai. Theo các tiểu thương kinh doanh bơ, chất lượng và hương vị ngon nên bơ Gia Lai được nhiều người tiêu dùng rất thích. Hiện nay đang vào đầu mùa nên tùy theo từng loại bơ, giá bán dao động từ 25 đến 70 ngàn đồng một ký. Đến cuối mùa, bơ bút được bán với giá 140 ngàn đồng một ký, song vẫn rất đắt hàng. Đây đang trở thành sản vật đặc trưng cho ngành nông nghiệp Gia Lai.